Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Linh Hà sẽ chia sẻ cho mọi người cái mẹo mà chúng ta nghe được bốn cái câu đầu của ETF tốt nhất của Việt Nam mình ha. Đây là cái mẹo chia sẻ của cá nhân mình khi mình thi và mình tránh lãng phí cái sự mất tập trung của mình đó, khi mà thời gian nó cũng không có nhiều cho một câu. Nên là mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà chúng ta nghe, mà giả sử như đối với những người mà người ta không có nhiều từ vựng á, hoặc là gì mới ôn thi nên gấp gáp nên không có nhiều từ vựng nên cũng không có nghe được hết, nên là mình sẽ chỉ những cái mẹo này giúp cho những cái người đó ha. Rồi bây giờ vào phần câu 1 nè, chúng ta nghe thử nhé. Khi vào đầu đề thi sẽ có cái khúc này. 고용허가제, 한국어 능력시험에 응시코지 않은 모든 참가자에게 좋은 결과가 있으시길 기대합니다. 1번부터 4번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 다음은 보기입니다. Rồi ở cái phần này á, thì khi mà chúng ta chọn nghe á, là người ta yêu cầu mình là gì? Nghe từ câu 1 đến câu 4. Ilbon buto saban kasi thurin thinin à thinin kasi kurushichio. Hãy chọn mà các bạn cái câu cái mà bạn đã nghe được, có nghĩa là gì? Chọn cái câu mà người ta đọc và mình sẽ nó sẽ có cái giọng phát âm giống y chang như cái câu của mình vừa nghe. Đó, nên mình chọn đáp án gọi là gì? Chỉ là nghe thôi đó, nghe và đọc và chọn đáp án thôi ha. Rồi, ở đây chúng ta nghe nhá. Rồi nhìn nè. 3번 문제입니다. 네, 짠, 방, 거, 봐, 랑. 정답은 어머. 4번입니다. 야, 뭐라고 해서 먹어. 1번 문제입니다. 우유. Rồi. Mình sẽ chỉ cái mẹo cho mọi người nghe ha. Chúng ta sẽ nghe vào cái từ đầu tiên này nè. Cái gì đây? U nè, O nè, A nè và Y nè, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta bật lên nghe á, Xin 들으십시오. thì nghe là gì? Uyu. Uyu. Uyu thì chúng ta nghe được là có phải là gì? Sữa không ạ? Thì chỉ cần nghe được cái chữ đầu tiên, chữ cái đầu tiên là chúng ta chọn được đáp án rồi. Loại được cái này. Thì cái này là Y nè, cái này là A nè, và cái này là O. Mình nghe được chữ đầu tiên thôi. Không cần nghe từ thứ hai luôn là mình đã chọn được cái đáp án này rồi. Giả sử như mà mình có nghe có cái từ thứ hai nó có cái chữ U nữa thì mình đã loại được 50-50 được chưa ạ? Đối với những cái người mà người ta không thuộc nhiều từ vựng nhá. Còn cái những người thuộc thì chắc chắn sẽ đọc Uyu vô là mọi người đã nghe được rồi. Và đây là cái cách mà mình share chia sẻ cho những cái người mà người ta chưa có nhiều từ vựng khi mà người ta ôn không có quá nhiều thời gian đó ha. Rồi câu tiếp theo nè, đây là cái phần mà nghe cái câu mà động từ hoặc là tính từ mà người ta đang chia ở đuôi câu trang trọng. Khi mà chúng ta chia đuôi câu trang trọng á thì hay bất cứ cái đuôi câu thân thiện đi chăng nữa hay đuôi câu nào đi chăng nữa thì những cái đuôi này coi như chúng ta bỏ nè, thấy không ạ? Đây đó, chỉ có một mình cái thằng này nè thì quá khứ, đúng không ạ? Và hơn nữa nếu như chúng ta để ý cái từ đầu tiên a nè, đúng không ạ? Cha nè, à cái này là ca nè, và cái này là chat, được chưa? Chat rồi. Nhưng mà chúng ta nghe bốn câu này chỉ cần tìm cái chữ đầu tiên là chúng ta tìm ra được cái từ đó rồi. Nên chỉ cần mẹo của mình nghe là chỉ cần nghe cái từ đầu tiên để mình tìm từ, được chưa? Rồi. Lúc nãy thì mình đã chỉ cho mọi người cái chữ mà chúng ta đánh trước cái chữ đầu tiên để viết ra cái nghĩa rồi. Thì bây giờ việc của chúng ta chỉ là gì? Nghe thôi ha. Nghe và chọn cái từ đầu tiên nó là cái từ nào, được chưa? Rồi, để mình xem nào. 문제입니다. 다음은 보기입니다. 우유. 네, 저 nghe câu thứ hai. 다시 들으십시오. 네, đang có uyu. Cái file nó khá dài nên mình không thể đây. Để bật link lên cho mọi người thấy từng câu á. Bây giờ bắt đầu tập trung nghe nè. 2번 문제입니다. 차갑습니다. 네. 다시 들으십시오. 아, 네. 차갑습니다. 차네, 까네, 밭샷네,
là từ gì? Chúng ta là gì? 사갑습니다. Là từ ra 3번 đáp án đúng문제입니다. không? 가방을 맡기세요. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái câu thứ 3. Rồi. Tất cả đều là đuôi xè dồ hết, vậy chỉ cần gạch cái xè dồ đi. Gạch cái xè dồ đi. Và nghe ở đằng trước này nè. À, cái động từ ở đây nè. Đây cái động từ này nè. Cái động từ mặt ta này nè. A à, nè. Mạt nè. Mụt nè. À. Và gì đây? Mạt nè. Kết thúc bằng T, thờ thì phát âm là T này. A à, mạt mạt này là được chưa? Rồi, nghe nào. 들으십시오. 우유. 다시 들으십시오. 가방을 맡기세요. 2번 문제입니다. 3번 문제입니다. 3번의 소반에 가방을 맡기세요. 가방은 맡기세요. 다시 들으십시오. 야. 가방을 맡기세요. 맡기세요. Và cái này mặt là mặt ư này đúng không ạ? Và cái này là mặt kia là hai từ này. Thì chỉ có chọn nó tắt hai thôi. Được chưa? 4번 문제입니다. Đó, khi mình nghe là mình sẽ nghe những cái từ động từ này. 저 사람이 누구예요? Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 4 này. Ở đây chúng ta có 박주인님이에요. Và chúng ta có cái động từ phải đó. Hỏi là nuku, nuka gì đó đúng không? Rồi e so là gì? Philippines này. Ô tà là đến nè, đến từ nơi nào đó đúng không ạ? Rồi y tà là gì? Động từ là đó. Thì ở trên nó phải hỏi hỏi là cái gì đó đúng không? Ở đây là gì? Lu cu nữa nè ha. Apuro chai bu thắc tư người ta là gì? Cái gì đó nhờ vả được chưa? Rồi, thử nghe đáp án nào. Có nghĩa là trước khi chúng ta nghe thì chúng ta phải đọc sơ qua bốn cái đáp án rồi bắt đầu mới nghe cái câu hỏi. Thì chúng ta mới nghe tốt được. 4번 문제입니다. 저 사람이 누구예요? 다시 들으십시오. 저 사람이 누구예요? 나 có câu này. 저 사람이 누구예요? 누구야? 저 사람이 누구예요? Cái người kia là ai vậy? Chờ là kia chưa? Saran là người chưa? Luku là ai vậy? Về dưới là chưa? Cái người kia là ai vậy? Vậy thì gì? Cái động từ khi mà đuôi câu người ta trả lời cũng phải là một là y, e, dồ. Hai là gì? Về dồ. Được chưa? Và cái chỗ này là gì? Ai nữa? Thì phải là chỉ người nữa. Thì mới được. Cái danh từ ở chỗ này chúng ta phải chỉ người. Khi danh từ chỉ người á, thì ở dưới đây thấy e so là từ nơi trốn là loại liền nè, rồi cái gì đó apro sau này trai bu thác mà cũng không có thấy y e yo loại luôn, và chỉ còn có hai cái là gì, bắc chuin nimio là ai, là cái danh từ chỉ người đúng không, là chủ nhiệm, chủ nhiệm bắc này ha, chủ nhiệm bắc nè. Rồi chê ca in lên son đây gì cả, tôi là tiền bối, son đây là tiền bối thâm nhất. Tôi là tiền bối năm nhất, tôi hỏi đang hỏi người kia là ai vậy, người kia có nghĩa là hai người này đang đứng xa và đang hỏi một cái người nào đó, nhưng mà hỏi là ai vậy thì phải trả lời là ai đúng không ạ? Cái phần chỗ này là gì, tôi là tiền bối năm nhất thì hỏi anh là ai vậy luôn rồi chứ đâu còn cái cho Saddam nữa, được chưa? Và thì suy ra cái câu này là bị sai nè, và chúng ta chọn đáp án là số 1 ha. Thì đây là cái mẹo để chúng ta giải bốn câu, mẹo để giải bốn câu đầu trong câu nghe của EBS Topic. Thì mọi người chú ý là thường cái đuôi câu của nó thì phải là cái động từ chính người ta hỏi là cái gì. Chúng ta phải nắm bắt được cái động từ chính này. Sau đó rồi bắt đầu thường cái câu trả lời nó sẽ dính líu liên quan đến cái động từ chính đó. Một là gì, ở Tokyo sạch sẽ, anh đến đây như thế nào vậy, anh đến đây bằng cái gì vậy, thì anh đi bằng cái phương tiện gì vậy, tha tà, hiểu không ạ? Mua xuân thắt xỉu, ví dụ vậy, anh đi bằng cái gì vậy, thì cái kiểu dưới này, tôi đi thở xỉu thắt xỉu, thì cái động tác động từ thắt xỉu nó cũng sẽ đi đôi với cái câu trả lời ở dưới đây, hoặc là phải mọi người phải dựa
phải dựa trên cái thì của đuôi câu để mà xem bốn cái đáp án so sánh, rồi bắt đầu mới suy ra cái đáp án mà mình trả lời ha. Thì trên đây là bốn cái câu mà mình làm tiêu biểu để cho mọi người xem. Chú ý là những cái câu mà nghe mà mình nghe là mình phải đặt tập trung vào cái những cái câu đầu từ đầu tiên này để cho mình chọn này ha. Mình loại 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 dần nó sẽ ra. Và chú ý đây là những cái câu nghe, tại vì những cái tại sao mình chỉ những câu dễ này, những câu dễ này là những câu dễ lấy điểm nhất. Và khi mọi người lấy điểm được những cái câu dễ này thì những cái câu khó có thể là mình sai một hai câu cũng không sao cả, còn những cái câu dễ là để làm mất điểm là coi như mất luôn ha. Và thời gian của mình thì cũng không có nhiều nên mình chỉ hiện tại thì chỉ đang làm cho mọi người trước bốn cái câu đầu, bốn câu đầu này nè ha. Bốn câu đầu khi mà vào nghe là mình đang có bộ đề là 25 câu, cho mình giải trước cái câu 25, sau này mình sẽ làm những cái bộ đề liên quan đến câu 20 câu cho mọi người, xong bắt đầu chúng ta sẽ vào luyện thi cái những bộ đề liên quan đến 20 câu ha. Thì đó, trước mắt vào thì mọi người sẽ giải cái phần nghe, tổng cái phần nghe của cái phần nghe là có tổng là 20 câu, mỗi phần nghe và phần đọc 20 câu, mỗi câu 20 câu. Sau khi nghe giải 20 câu là mỗi cái phần nghe là mỗi câu thì mình sẽ được nghe đến hai lần. Đó, sau khi mình nghe đến hai lần rồi bắt đầu mình mới chọn đáp án nhá. Và những cái phần này là chúng ta chú ý là để ý cái phần đầu tiên này để chọn đáp án nè. Cái này cũng vậy nè, khi mình thấy chia đuôi câu này thì chúng ta không cần quan tâm cái đuôi câu, tại vì cái đuôi câu mình đúng được trả đúng hay không đúng thì nó cũng giống nhau hết. Cái từ phần chia đuôi câu, phần chủ yếu của mình là phải nghe làm sao cho ra được cái từ đó, vì thế là mình tập trung vào cái chữ đầu tiên, còn hai cái chữ đầu tiên nó còn giống nhau thì mình sẽ tập trung vào cái chữ thứ hai, được chưa? Và cái đối với cái câu thứ ba thì chúng ta nên tập trung vào cái động từ nhiều hơn, cái động từ cuối câu á. Động từ cuối câu thì nó sẽ là cái động từ mà quyết định cái việc mà chúng ta chọn đúng hay sai. Còn phần đằng trước danh từ, bốn cái danh từ này khác nhau rồi, khi nào mà nó có hai cái danh từ mà nó gần giống nhau là có nghĩa là đây mình cần phải phân vân hai cái đáp án này được cái danh từ này nè ha. Đó là cái cách mà chúng ta thi mà bản thân mình không có quá nhiều kiến thức liên quan đến cấu trúc và từ vựng nhé. Rồi, còn cái phần câu 4 này á, thì đòi hỏi chúng ta phải xác định được cái động từ chính là cái gì, và cái từ keyword người ta đi hỏi là cái gì. Keyword là gì? Thường những từ để hỏi là gì? Trên nè, khi nào được chưa ạ? Ở ti nè, ở đâu nè, nu cu nè, ai nè, mu ót nè, cái gì nè, mu sinh nè, nào được chưa? Đây là những cái từ mà người ta thường hỏi. Đó, và khi chúng ta nắm được những cái từ này người ta hỏi ở đây rồi thì dưới đó và nghe được cái động từ chính nữa thì chỉ cần chúng ta ráng nắm cái động từ chính rồi bắt đầu suy ra những cái thì trong câu này thì chúng ta sẽ trả lời được những cái câu số 4 này. Thì đó là cái mẹo và những cái tip nhỏ để dành cho mọi người giải bốn câu đầu ha. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Ưng Ha chúc mọi người có thể học tốt và thi tốt trong kỳ thi tháng 4 sắp tới của năm 2023 ha. Khi nào Nga có thời gian thì Ưng Hà sẽ giải thêm cho mọi người những cái câu tiếp theo nhé. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.